Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cách kiếm tiền hoàn toàn tuyệt vời ở trên online. Bạn không còn phải bỏ vốn, và đây là một hình thức mà tôi đánh giá nhất nó tuyệt vời nhất năm 2019, kiếm được nhiều tiền nhất và ngon nhất, dễ làm nhất. Và ở đây Ray là gì? Thì có những cái câu hỏi sẽ liên quan tới kiếm tiền với Ray, tôi sẽ trả lời ở trong cái video này. Bạn hãy xem hết video này để được biết mọi thông tin chi tiết về Ray. Bạn là người cũ hay người mới thì cũng nên xem hết video này của tôi, được chưa nào? Thì cái đầu tiên á, tôi cho bạn biết rằng câu hỏi là kiếm tiền với Ray là gì. Thì đầu tiên á, tôi chia sẻ với các bạn đó, Ray nó là một cái trình duyệt, và cái trình duyệt này nó trình duyệt lướt web, nó giống như bạn sử dụng Google, Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Safari. Tuy nhiên rằng á, khi mà trình duyệt Ray này nó ra mắt á, thì cái ưu điểm ưu thế của nó đó, thì đầu tiên nó rất là nhanh, tốc độ lướt web của nó phải gấp 8 lần so với những cái trình duyệt thông thường khác mà tôi đang sử dụng nó. Và đây là một cái nó có thể đo lường được các bạn. Bạn có thể tìm cái video á, với từ khóa là Ray, Chrome, Firefox, xong nó đo lường tốc độ tải web của ba cái trang này về với nhau. Và cái điều số 2 á, là khi mà bạn nó sử dụng trình duyệt Ray á, thì nó sẽ ngăn chặn cho các bạn một số những cái quảng cáo khi mà các bạn xem video. Giả sử đi, bây giờ cái video này kênh YouTube của tôi đang bật quảng cáo và bạn nó sử dụng bằng trình duyệt Ray, thì ở đây á, các bạn xem video của tôi nhưng các bạn sẽ không bị dính quảng cáo giữa chừng đó. Và các bạn thấy khi mà các bạn xem quảng cáo mà các bạn gặp giữa chừng, các bạn cảm thấy bực bực bội không ạ? Đó, hay là những cái quảng cáo khi mà bạn xem phim á, đó, thì khi mà bạn sử dụng cái này nó dẹp nó được những cái quảng cáo đó, rất là tuyệt vời đó. Và cái ưu điểm số 3 là khi mà bây giờ bạn nó sử dụng Firefox, Cốc Cốc hay Chrome, thì khi mà bạn nó thấy nó hay, nó tuyệt vời, nó lướt web rất là nhanh, giả sử như vậy đi, và bạn giới thiệu cho bạn của bạn sử dụng cái trình duyệt đó, thì bạn có được nó trả tiền hoa hồng không ạ? Không, đúng không ạ? Nhưng đối với trình duyệt Ray, và đây là một trình duyệt mới, đây là cái tính năng để nó phát triển thêm người dùng, nó phát triển thêm người dùng không, và cứ mỗi một người dùng như vậy nó sẽ trả cho chúng ta là $5 trên một lần giới thiệu mà các bạn đã được xét duyệt. Thì cái này á, nó có còn xa lạ với chúng ta hay không, hay là cái này nó có còn mới hay không, thì cái câu trả lời của tôi á, thì cái này nó cái hình thức trả trả thưởng như vậy á, nó không có gì là mới hết không. Theo như các bạn này, vào những năm 2016 cho tới thời điểm hiện tại luôn. Và các bạn có biết ứng dụng Momo không? Cái ví Momo á, các bạn có thể dùng nó để mua thẻ cào điện thoại, trả tiền điện nước wifi đó. Hay là các bạn có thể giao dịch mua vé xem phim, hay là rất là nhiều cái mua vé máy bay, đóng bảo hiểm, rất là nhiều cái ở đây. Thì bây giờ nhé, tôi giới thiệu cho các bạn sử dụng cái trình duyệt Momo này. Các bạn tải về thì các bạn có 100.000, tôi có 100.000 đó, và nó có từ năm 2016 tới bây giờ rồi đó. Và $5 mà Ray nó trả cho chúng ta thì nó cũng tương đương là 100.000 thôi, đúng không nào? Nó không có gì là mới cả, và nó chỉ là thay đổi cái tính năng đi thôi. Nhưng đối với Ray này thì đây là một trong những cái cách kiếm tiền rất là hot trong thời điểm hiện tại. Và trong video này thì tôi chỉ giới thiệu, chia sẻ cho các bạn về cái này thôi. Còn nếu như bạn muốn quan tâm về những hình thức kiếm tiền online khác ở trên kênh YouTube của tôi, thì bạn có thể vào trong video kênh YouTube và xem nó chi tiết hơn nhé. Và bạn có biết, ví dụ như ở đây các bạn biết ngân hàng Timo của VPBank không? Nó liên kết với VPBank á. Thì bây giờ nhá, tôi giới thiệu các bạn đăng ký cái tài khoản ngân hàng tại Timo, thì các bạn được 50.000 và tôi được 50.000. Đấy, thì cái hình thức nó gọi là affiliate marketing, hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Ông Ray này ông sinh ra cũng như vậy thôi. Ông muốn phát triển người dùng, ông muốn có nhiều người sử dụng cái trình duyệt của ông, thì ông mới trả thưởng cứ $5 cho một lần giới thiệu. Đó, và bây giờ nó sẽ chia theo vùng. Đó, có thể là nó sẽ chia theo vùng, có vùng thì 1 đô, có vùng thì 2 đô, có vùng thì 5 đô, có vùng thì 6 đô rưỡi, có vùng thì 7 đô rưỡi. Mà các bạn hình dung đi, 5 đô trên một lần giới thiệu là rất là cao, và đây nó trả tiền mặt cho chúng ta luôn. Đó, đây là cái ưu thế mà tại sao lại kiếm tiền Ray trong thời điểm hiện tại. Rồi cái câu hỏi tiếp theo, thì tại sao cái này nó liên quan tới Bitcoin và Coin? Thì cũng ở đây tôi cũng hỏi luôn, đó là tiền điện tử vậy nó có xấu hay không, có lừa đảo hay không? Thì đối với tôi á, tôi thực sự á, tôi không có hiểu rõ về tiền điện tử,
và tôi cũng không có kêu gọi ai đầu tư vào bất kỳ một đồng tiền coin hay là đồng tiền điện tử nào hết, không, và tôi cũng không có giao dịch ở trên sàn. Cái việc của tôi đây là tôi đang làm affiliate marketing, tôi là một người làm về tiếp thị liên kết, thế thôi, không. Ở Brain này nó có cái chương trình nó trả thưởng cho tôi, thay vì nó trả cho tôi tiền mặt thì nó trả cho tôi đó là cái đồng coin của nó và tôi có thể bán được nó đi, vậy thôi, được chưa nào. Nên ở đây tôi không có nói tới cái việc tiền điện tử, không, và nó là một cái hình thức trả thưởng thôi. Giả sử đi Momo vào năm 2016 nó trả tiền mặt cho các bạn, không, các bạn rút được về ngân hàng được, nhưng về sau này thì nó trả cho các bạn cái phí ưu đãi thôi, và cái phí ưu đãi này thì bạn đã được giao dịch tất cả mọi thứ ở trên của nó. Thì tôi sẽ có một cái video tôi nói về cái Momo sau. Ví dụ nha, cái Momo này thì thường mỗi một tháng thì tôi đóng tiền điện, nước, wifi, tiền điện thoại, smartphone của tôi, cũng như là tôi thường mua sách ở trên Tiki, mỗi tháng tôi mua hết 1-2 triệu tiền sách, thì dường như tôi có những cái phí ưu đãi này và tôi mua nó hoàn toàn miễn phí hết. Hay là trước đây bạn biết là Uber nó về Việt Nam thì nó cho chúng ta 100.000 cho một lần giới thiệu, nhưng về sau này nó sẽ chuyển thành cái lượt đi xe miễn phí, tức là bạn giới thiệu một người dùng Uber hoặc Grab thì thay vì các bạn được tiền mặt thì bây giờ nó trả cho các bạn lượt đi xe miễn phí thôi, được không? Thì ông ở đây này, ông sẽ trả cho các bạn là đồng BET. Đây, cái đồng BET. Thì cái đồng BET này á, các bạn có thể lên trên sàn, sàn giao dịch, nó gọi là CoinMarketCap. Trong cái sàn này á, thì nó sẽ niêm yết tất cả những cái đồng tiền điện tử nó có sẵn ở trên này hết rồi. Bạn kéo xuống bên dưới, bạn thấy là cái đồng BET này nó được viết tắt là Basic Attention Token. Và hiện tại nó đang có trị giá là 0,24 đô. Giả sử đi tôi đang có một cái tài khoản này của tôi và tôi đang có 7.000 đồng BET và chuẩn bị trả về. Thì bây giờ nhá, tôi lấy 7.024 đồng BET của tôi, tôi nhân lên với mệnh giá là 0,24 đô la trên một đồng BET, thì số tiền mà tôi chuẩn bị nhận được đó là 1.685 đô. Tôi nhân lên với cả 23.000 đồng Việt Nam, mệnh giá Việt Nam đồng, thì bây giờ tôi sẽ có được 38 triệu, gần 40 triệu, đúng không nào? Gần 40 triệu trên cái tài khoản này. Đó, các bạn hình dung chưa nào? Thì đây là cái tiền mà nó trả thưởng cho tôi. Còn cái cách kiếm tiền nó như thế nào thì các bạn có thể là bấm vào đường link bên dưới video này, thì tôi có để lại tất cả những cái thông tin liên quan tới việc kiếm tiền với Ray, về cách đăng ký tài khoản, cách để giới thiệu người dùng và cách để làm sao đó các bạn có thể rút được tiền về, thì tôi có để lại thông tin chi tiết hết ở phía bên dưới video. Và nếu như bạn đang muốn học thêm những cái cách kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng, kiếm tiền trên điện thoại smartphone, và muốn tăng thêm được thu nhập trên internet, thì có thể là tôi để lại tất cả những video liên quan ở phía bên dưới video này, thì bạn đã xem hết video này rồi, bạn tìm hiểu thêm, được chưa? Rồi, cái câu hỏi thì bây giờ mình nhận tiền nó như thế nào, nhận tiền thế nào? Cái bước số 1 là sau 30 ngày thì khi mà bạn nhận được tiền BET thì cái tiền này nó sẽ giữ ở cái tài khoản Ray của các bạn. Đây, cái tài khoản Ray của các bạn nó sẽ giữ ở đây, thì nó được gọi là pending, tức là nó sẽ đang chờ để nó trả thưởng, và cứ một tháng thì nó sẽ trả thưởng cho chúng ta một lần. Đó, và nó sẽ giữ ở đây, cứ có tiền thì nó sẽ giữ ở đây. Rồi, sau đó có bước số 2, cứ vào ngày 8 tới hàng tháng thì mình sẽ rút cái đồng BET này về cái ví Uphold. Đây, ngày 8 tới hàng tháng thì tiền nó sẽ được chuyển vào cái ví, đây là ví Uphold. Các bạn nó bấm vào cái ví Uphold, bạn bấm vào check balance, đây check balance ở đây, thì check cái ví thì nó sẽ được chuyển vào cái ví Uphold của bạn. Và khi mà tiền nó chuyển về ví Uphold rồi thì bạn nó sẽ chuyển cái đồng BET này về cái sàn Remitanal và các bạn bán nó đi. Và khi mà các bạn bán thì bạn sẽ hoàn toàn rút số tiền này về tài khoản ngân hàng. Trước đây thì tôi cũng có chụp lại cái bằng chứng mà tôi đã lấy được tiền về rồi đó các bạn. Bạn vào trong group này, bạn kéo xuống dưới cái phần ảnh á. Nói chung là ở trong group thì có rất là nhiều bài đăng của những thành viên nên tìm kiếm hơi khó như đây đâu. Đó, cái tháng vừa rồi thì tôi rút được về 90 triệu đây. 90 triệu đối với cả Ray. Các bạn có thể kiểm chứng hoặc là có thể lên trên kênh YouTube của tôi, đó là Sơn PS ở đây. Các bạn bấm vào phần là playlist và chọn vào cái mục đó là bằng chứng thu nhập kiếm tiền online của một cửa Sơn PS. Thì tôi có cái video đó là rút gần 100 triệu. Thì tất cả mọi thứ tôi làm từng bước một tôi hướng dẫn cho các bạn
và chuẩn bị tới ngày 8 tay sắp tới rồi thì các bạn cũng sẽ nhận được tiền với Vray. Thì các bạn hãy xem video đó để các bạn đã làm và kiếm được tiền về nhé. Tiếp theo câu hỏi là khi nào thì nhận được tiền, khi nào thì nhận được tiền. Tôi giả sử hôm nay là ngày 1 tháng 11, tôi tính nó là ngày số 1, và khi mà các bạn giới thiệu cái người dùng về á, thì tới ngày 1 tháng 12, tức là sau 30 ngày, Vray nó sẽ xét duyệt cái người dùng này có dùng cái trình duyệt đó hay không. Và nếu như mà nó có dùng á, thì nó sẽ bắt đầu nó trả cái đồng BT về đây. Trả đồng BT về đây. Đây, giả sử nhá. Tôi có giới thiệu người dùng vào ngày 2 tháng 9 được 165 người. Và sau 30 ngày thì có 37 người, tức là ngày 2 tháng 10 thì có 37 người đã sử dụng nó được 30 ngày. Đó, và nó sẽ trả thưởng cho tôi dựa vào 37 người này. Được chưa? Tiếp theo này. Vào ngày 3 tháng 9 thì tôi có 97 người. Và sau đó 30 ngày sau thì có 25 người được xác nhận là đã sử dụng trình duyệt này 30 ngày. Đó, thì cứ tiếp tục như vậy mà nó xét duyệt cho tôi. Ở đây tôi có 4.000 lượt download này. Thì tới điểm hiện tại nó đã duyệt cho tôi được 370 người rồi. Và trên 370 người đây thì nó tính về số tiền chỗ này. Tôi tính cho các bạn thử một cái bài toán nhé, đối với chỉ riêng cái tài khoản này của tôi thôi. Và cái tài khoản này của tôi thì tôi làm cái thời điểm mà đang được 5 đô la, 5 đô la. Thì bây giờ tôi giả sử tôi lấy 4.000 cho nó chẵn này. 4.000 được download. Và cứ tỷ lệ là khoảng 20% người download về và sau 30 ngày họ sử dụng, còn nó 80% kia người ta không sử dụng nữa. Tôi nhân lên với cả 20% thì tức là sẽ có 800 người được sử dụng và tôi được tiền từ chỗ này. Tôi nhân lên với cả 5 đô. Tôi được 4.000 đô. Và nhân với tiền Việt khoảng 23.000 thì đâu đó khoảng được 92 triệu đối với một cái tài khoản này thôi. Được chưa? Các bạn đã hình dung được về cách làm rồi đúng không ạ? Tất cả video chi tiết thì tôi để lại phía bên dưới rồi. Rồi, suy ra là cái ngày nhận tiền của các bạn nó sẽ trả vào theo chu kỳ cứ 31-60 ngày. Trước đây tôi cứ nghĩ là 60 ngày sau thì tôi mới nhận được tiền, nhưng mà không phải. Có thể là sau 31 ngày, 32 ngày là các bạn nhận được tiền rồi. Đó, và nó trả theo chu kỳ mà. Cứ ngày 8 tây hàng tháng thì nó trả thưởng chúng ta. Giả sử đi, cái thông báo của nó đó, nó nói rằng là ngày 30 tháng 12 năm 2019 thì nó sẽ kết thúc cái chiến dịch về trả thưởng của nó. Thì cái ngày hôm đó tôi vẫn cố gắng để tôi tuyển được người. Được chưa? Tôi vẫn có người download qua đường link liên kết của tôi vào ngày hôm đó. Thì tới ngày 30 tháng 12 này, thì tới ngày 30 tháng 1 thì bắt đầu là có 30 ngày xác nhận. Và sau đó thì tôi vẫn nhận được thưởng vào ngày 8 tây tháng 2 sắp tới. Được chưa? Bạn hình dung được không nào? Đó thì nó vẫn xét duyệt cho chúng ta nhé. Nên các bạn cứ làm hết mình đi. Thì câu hỏi cuối cùng đây là có nên làm Vray nữa hay không? Nghe nói là nó sắp hết rồi. Thì cái câu trả lời của tôi ấy là nên làm. Bởi vì các bạn vẫn còn 2 tháng nữa để các bạn làm. Bạn hoàn toàn có cơ hội để các bạn kiếm được hàng trăm triệu. Thực sự là như vậy. Rất là nhiều học viên coaching của tôi, hay là những cái bạn mà học từ trên YouTube của tôi và khoe lên trên group á, thì họ đã kiếm được vài chục triệu tới hàng trăm triệu rồi các bạn ạ. Đó là chuyện hoàn toàn làm được. Tôi muốn khẳng định cho các bạn một điều như vậy. Bạn hãy có cái niềm tin để bạn tiếp tục bạn chiến đấu đi. Không? Rồi, tiếp theo là cái khả năng cao á. Thì đây là cái nhận định cá nhân của tôi thôi, tôi không biết chắc. Nhưng khả năng cao là Vray nó sẽ tiếp tục kéo dài thời gian cho cộng tác viên. Vì ai cũng muốn kiếm tiền hết, Vray họ cũng được lợi. Bởi vì chúng ta giới thiệu cho họ thành viên, họ cũng được lợi thôi. Nên họ khả năng cao họ sẽ tiếp tục gia hạn nó. Bạn thấy không? Cái Momo á, trước đây á, nó cứ nói rằng tháng này là tháng cuối cùng trả thưởng, tháng này là tháng cuối cùng trả thưởng. Và nó nói từ cái thông điệp đó từ năm 2016 tới bây giờ rồi, tới thì hiện tại là 2019, gần qua năm 2020 thì nó vẫn trả thưởng cho chúng ta. Đó, qua một lần giới thiệu. Hay là cái ông Timo cũng vậy, ông cứ nói tháng này là tháng cuối cùng. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái bài của nó để giúp cho chúng ta phải luôn nỗ lực hết sức mình. Các bạn thấy này, tại sao, cái câu hỏi là tại sao thằng này nó làm màu mè vậy? Gần kết thúc cái tặng thưởng rồi đó, thì tại sao lại còn phải update cái này làm gì? Thì tôi mới nghĩ ra là có khả năng cao nó sẽ tiếp tục gia hạn cái thời gian chiến dịch này nữa. Bởi vì nó đang hiệu quả mà, nó đang kiếm được tiền từ nó mà. Chứ nếu như không, bây giờ nó chuẩn bị kết thúc cái này rồi thì update cái này chi cho mất công, đúng không nào? Ok, đó thì đó là cái nhận định cá nhân của tôi.
Thì ngoài cái Ray ra thì tôi sẽ còn làm những cái video khác nữa về P Network, về những hình thức kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng, kiếm tiền bằng điện thoại smartphone. Và một trong những cách mà bền vững lâu dài nhất đó là về Clickbank. Nên có nhiều bạn cứ hỏi rằng anh Sơn ơi, bây giờ làm Clickbank còn được hay không? Đó, có nhiều người làm như vậy còn làm được hay không, còn kiếm được tiền hay không? Thì tôi nói với các bạn một nhận định như vậy: bạn làm 1 năm nữa, 2 năm nữa, 5 năm nữa thì cái Clickbank này nó một cái chặng đường dài. Nên là bạn hãy cứ làm cái này đi. Đây là công việc bạn làm đều đặn mỗi ngày. Được chưa? Bạn hãy nhìn ra một cái xu hướng á, một cái tầm nhìn á dài hơi ra 5 năm tới. Thì 5 năm tới cái việc thu nhập của bạn á và nghìn đô hay là hàng chục nghìn đô một tháng là bạn hoàn toàn làm được điều này. Nên á hãy làm Clickbank. Không? Clickbank là một trong những hình thức kiếm tiền lâu dài và bền vững. Thì hãy làm cái này. Đó, bạn có thể lên trên kênh YouTube và search cái từ khóa là kiếm tiền Clickbank. Cách ra Sơn PS thì tôi có tổng hợp lại hết tất cả những hình thức về kiếm tiền với Clickbank ở trên này rồi. Hoặc là tôi có để lại đường link liên kết ở phía bên dưới video này. Các bạn đã muốn nhận được cái khóa học miễn phí, các bạn đã muốn vào học miễn phí Clickbank và kiếm được 200 tới 500 đô la thu nhập một tháng thì bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới và học theo và làm theo những chỉ dẫn của tôi. Có câu hỏi thì hãy vào trong cái group mà tôi để lại đường link phía bên dưới video, các bạn đã vào trong đây bạn đặt câu hỏi được chưa nào? Đó, thì đó là những cái mà tâm huyết nhất của tôi chia sẻ với các bạn, và tôi mong các bạn thành công. Tôi mong người Việt của chúng ta sẽ giúp người Việt cùng nhau phát triển đi lên, và tôi cũng mong các bạn hãy tẩy chay đi những cái thành phần đó mà nói xấu, nó tiêu cực, bởi vì nó sẽ kéo cái năng lượng của chúng ta xuống, kéo cái năng lượng của tôi xuống, mà tôi không thể nào mà tôi tiếp tục tôi quay video nếu mà lúc nào cũng có những cái từ tiêu cực như vậy thì mình cảm thấy rất là xuống năng lượng các bạn. Không, nên các bạn hãy giúp tôi. Nếu các bạn thấy những cái câu nói của họ chưa chuẩn mực thì các bạn cần phải có quan điểm riêng của mình. Không, bởi vì người tốt cứ luôn luôn im lặng với những hoạt động xấu, nên bởi vậy cái xấu nó cứ tiếp tục diễn ra. Không, và nó hại đi những cái người mà họ đang làm được tốt. Nên các bạn cần phải có quan điểm riêng, các bạn phải biết nói. Ok các bạn. Rồi thì cái video này thì tôi hy vọng rằng các bạn cũng đã nắm được rõ về những cái điều về kiếm tiền với Ray, và thực sự hãy làm đi các bạn. Nó hoàn toàn giúp cho các bạn có được mức thu nhập từ bây giờ đến Tết cực kỳ tốt đó. Hãy làm. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì bạn đã thấy video này có giá trị, hữu ích, đừng quên bấm một nút like video đó, và để lại cái lượt bình luận câu hỏi của bạn phía bên dưới video này thì tôi sẽ trả lời nhanh nhất có thể, hoặc là chat với tôi để lại đường link phía bên dưới video á. Đó, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm nút đăng ký, subscribe kênh YouTube để nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Rồi, bye bye các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.